Chào các bạn nha. Thì sáng nay mình ra vườn, mình thăm vườn các bạn, mình thấy là còng các bạn. Còng nó bò lên quá trời luôn bạn ơi. Đây nè. Đây con, bên kia con nữa kìa. Là do là hôm nay nước ròng các bạn. Nước ròng lên quá nhiều luôn cho nên là con còng nó không có chỗ ở, nó bò lên rất là nhiều nha. Nước buổi sáng thì như thế này nhưng mà buổi chiều còn nhiều hơn nữa nha. Nó ngập bờ luôn bạn. Thì thế nào chiều nay còng nó cũng sẽ ra hả? Chiều nay còng nó ra là mình sẽ tối mình sẽ đi soi còng cho các bạn xem nha. Đây bây giờ mình bắt trước hai con này đi. Đó. Con này là cái con còng còng lông nha. Nó rất là hiền bạn, nó không có cắn mình đâu. Đây. Được hai con nha. Rồi, nó chui mất tiêu rồi, nó chui xuống hang rồi. Rồi để đi, tối nay tao cũng lụm mày hà. Rồi, để tối nay mình soi cho các bạn xem nha. Ok, chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Bà Thảo Bến Tre mình nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ đi soi còng nha. Soi còng để về chắc là mình sẽ làm cái món gì giòn giòn quá. Đi nè mày. Let's go. Số 14 này đi bắt còng dữ lắm nè. Rồi con đứng yên một chỗ nào đi tìm. Đây một con nữa nha các bạn. Đây con này mình gọi là cái con còng lông hay là cái con chùa bụ nha các bạn. Nó rất là hiền luôn, bự. Nhưng mà nó không có cắn mình nha, bạn bắt rất là đơn giản, nó không có cắn mình đâu. Đây, còng lông nha, mình gọi là còng lông tại vì mấy cái chân nó có lông nữa các bạn. Đây, được một con. Đây là một con còng lá nha các bạn. Đây, con còng lá. Dạ, con còng này khó bắt à. Bắt cái này. Đây, hay quá, một con còng lá nha. Con này con còng lá hay là nó giống như là cái con ba khía vậy bạn. Đây ba khía nước ngọt của mình nha, thịt nó ngọt dữ lắm bạn ơi. Đây một con nữa. Một con nữa nha bạn. Đây một con còng. Vô em ơi. Chỗ này không biết là của ai mà ốc bu quá trời luôn nha mấy bạn. Đây nè, ốc bu càng nhiều dữ lắm. Đó, nó đang lật lên. Nó đang nổi nha. Bu này là ốc này ốc bu nè bạn. Đây nè. Có hai ba con luôn nè. Mấy con nổi bụng kiểu này là ốc bu nha mà. Còn đây con số ốc pháp nữa nè. Đây con này là ốc pháp luôn. Ốc bu còn nhiều dữ lắm. Quá trời luôn mà, cái này trù vậy. Dữ lắm luôn. Bye.
nước lên dữ lắm mà ơi. Ngay trước cửa nhà mình mà có một cái con còng gió nó mò vô luôn nè. Mình sẽ lụm nó luôn nha bạn. Đây con còng gió. Đó, nó chạy, nó chạy, nó chạy. Chết cha, nó chạy nó mất tiêu rồi. Đây nha bạn. Sau một hồi chiến đấu thì mình cũng bắt được chú còng gió này nha. Đây con còng gió mặc dù ăn nó không ngon nhưng mà ăn không ngon bằng còng kia nhưng cũng được lắm. Nhưng mà một chú nữa. Đây thành quả của mình hôm nay. Tiếp tục thôi. Ông cà gị mọ, gị mọ. Đây nha các bạn. Thì sau khoảng 1 tiếng đồng hồ mình đi bắt là được nhiêu đây nha các bạn. Đây. Nhiêu đây là cũng nhiều lắm các bạn ơi. Cái này là để mai mình nghiên cứu lại mình làm món gì đây. Trồng quá đẹp luôn. Đây. Rồi, thôi video clip mình đến đây cũng xin phép được kết thúc nha các bạn. Nếu mà các bạn thấy hay vui thì nhớ cho mình một like và nhớ chia sẻ, đăng ký để ủng hộ kênh Ba Thảo Bánh Tre mình nha. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.